Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh về trong đêm nay không mạnh nên không gây ra đợt mưa kéo dài như dự báo trước đó. Như vậy, khả năng trong ngày rằm Trung thu, thời tiết sẽ có nắng vào ban ngày và mát mẻ vào buổi tối. Trời ít mây tạo điều kiện thuận lợi để người dân ngắm trăng rằm. Hôm nay, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung khi nhiệt độ lên đến 36 độ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của một cơn bão hút mây đang hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương tạo đà nắng mạnh. Hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên những cơn bão trước khi đi vào Đài Loan đã gây ra những đợt khô nóng đến khổ sở cho người dân miền Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo đợt không khí lạnh về trong đêm nay nhỏ và yếu nên chỉ gây mưa trong đêm nay và ngày mai. Sau đó giảm ngay, nhiệt độ giảm xuống 30 độ, trời mát. Tối thứ Bảy mưa nhỏ lặp lại nên người dân đi chơi lưu ý chuẩn bị áo mưa đầy đủ. Ngày Trung thu 27 tháng 9, nhiệt độ lại nhích nhẹ lên 31 độ, sáng có thể còn mưa, nhưng chiều trời có nắng nhẹ. Đêm Trung thu các gia đình có thể thoải mái vui chơi mà không lo bị ướt. Sang đến tuần sau, thời tiết thậm chí còn oi bức hơn và chỉ thay đổi khi có một đợt gió mùa đông bắc đủ mạnh tràn về vào ngày đầu tháng 10.